Mẹ ơi, lâu quá rồi con không được ăn kem á. Xóa tan cái nóng mùa hè với máy làm kem thần kỳ. Cho bột nặng vào máy và gạt cân. Rắc một ít sô-cô-la và topping lên trên để món kem thêm phần hấp dẫn. Hai loại sốt hoàn toàn mới là dâu và sô-cô-la để có nhiều loại kem hấp dẫn hơn. Đã có máy làm kem cầu vồng tạo ra thật nhiều lớp bánh kẹp để làm đế bánh. Kem bánh ốc quế thật xuất sắc. Mở ngay một bàn tiệc kem cho bé với hai bộ sản phẩm: máy làm kem thần kỳ và bộ kem cuộn cầu vồng. Lego, chơi vui sáng tạo, học thêm điều hay. Các bạn nhớ đăng ký thành viên kênh My Kingdom nha. Nhớ like My Kingdom nha. Làm kem nha. Còn kem ốc quế của La cũng rất là yêu nè. Nè, khoe với hai con nha. Đây là kem của mẹ nè. Wow, đẹp quá. Mẹ biết mà, mẹ biết mẹ làm rất là đẹp mà. Nhưng mà hình như nó thiếu gì á. À,
miếng sốt nữa. Để tụi con giúp mẹ nha. Dạ. Trời ơi, mẹ thèm ăn quá à. Trời nóng như vậy mà được ăn kem là đã lắm á nghe. Dạ. Thêm sốt đi Su ơi. Dạ. Mẹ muốn sắp vô hay sốt sô cô la? Tùy tụi con nha. Như vậy là hôm nay mẹ con mình đã có một buổi tiệc kem rất là hấp dẫn để xua tan cái nóng nực của mùa hè này. Mình nghĩ là những giây phút như vậy rất là quan trọng đối với mọi gia đình, bởi vì sẽ giúp gắn kết tình cảm giữa cha mẹ và các con. Hơn nữa là khi mà được chơi bột nặng như thế này thì các con cũng được phát huy tối đa sự sáng tạo và cả sự tập trung nữa, và trí tưởng tượng của các con cũng sẽ phong phú hơn khi được hóa thân thành các nhân vật. Và nếu mà gia đình nhỏ của mình chơi những hoạt động thú vị như thế này cùng với Play-Doh thì nhớ chụp hình lại chia sẻ cùng với chương trình để mình nhận được những phần quà thật là hấp dẫn nha. Còn bây giờ thì mẹ con mình sẽ cùng thưởng thức kem đây. Bye bye.